Ok ok. Ôi ôi. Nhảy xuống luôn, nhảy xuống luôn. Nhảy xuống luôn. Kia. Bơi theo, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Phát đầu tiên của Long, phát đầu tiên của thí sinh Long. Nhanh. Một kiểu gì ấy Long ơi. Ui, chết rồi. Con đầu tiên. Mang cho mọi người xem Long ơi. Hey yo, what's up anh em, chào mừng đến với lại vlog nha. Thì hôm nay lại là một ngày mất điện. Đấy, và bây giờ đồng thời là nghỉ hè rồi, đem ra cái đội đã lôi đến nhà mình nhiều quá anh em ạ. Đây. Hôm nay thì sẽ đặt ra một cái thử thách câu cá nhá. Chế cần câu cá bằng những cái dụng cụ của gia đình thôi. Bây giờ là Khôi chế dụng cụ câu cá bằng cái gì nào? Đây anh em ơi, đây là chiếc cần câu của thí sinh Khôi đây. Hôm nay là anh em mình sẽ chia ra làm hai đội nhá. Dép giảm đầu mà mùi nó không được. Không được ấy cho lắm. Đây, cần câu bằng dép. Rồi, xốp này là phao này. Cũng à cũng có chì đấy. Ok. Rồi thí sinh Long là cần câu bằng gì? Úi giời. Thí sinh Long chơi luôn cần câu bằng chổi. Được rồi, thì bây giờ là anh em ấy sẽ chia ra làm hai đội nhá. Thì đội nào thắng sẽ là có thưởng nha anh em ơi. Rồi, Bi với Khôi, Long với cả gì? Su. Su. Thế thì đội kia sẽ cho thêm bảo nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ chia ra làm hai đội. Nhưng mà bên Khôi là câu cá sẽ khó hơn đấy. Thì để xem đội nào câu cá trong vòng thời gian nhất định, đội nào lên được nhiều cá nhất, nhiều hơn những đội khác thì sẽ được phần thưởng. Và đội kia thì chắc chắn là sẽ phải nhìn người ta hưởng thụ cái phần thưởng đấy. Sẵn sàng chưa? Okay. Rồi, bắt đầu. Thời gian bao tính nhanh em nhá. Ai đoán chúng đội nào thắng và comment của bạn ấy được nhiều like nhất thì là sẽ có quà từ mình gửi cho các bạn nhé. Rồi, thí sinh Long tự tin hôm nay có chiến thắng không? Có. Cần câu của Long là cần câu khá là dễ câu nên là anh nghĩ là sẽ ok đấy. Ok ok. Ôi ôi. Nhảy xuống luôn, nhảy xuống luôn. Nhảy xuống luôn. Nhanh kìa, lột nó thả kìa, cá to. Long ơi. Để chú nhìn chưa? Đấy, Long ơi. Buộc kiểu gì vậy? Từ từ. Chậm thôi. Nó sẽ nổi lên đấy. Kìa. Bơi theo, nhanh lên. Phát đầu tiên của Long, phát đầu tiên của thí sinh Long. Nhanh. Ui, con đầu tiên. Con gì đây? Mang cho mọi người xem Long ơi. Được rồi. Một con đầu tiên nhá. Vừa thả câu phát được luôn này. Do Long buộc không chặt đúng không? Trời ơi. Long. Long hay lắm mọi người. Ui, vừa thả xuống cái. Mọi người hỗ trợ, đội team của mình hỗ trợ đi, nhanh lên. Kéo Long lên với cả là hỗ trợ gỡ cá đi. Con cá chim này vẫn bé thì mình sẽ vẫn tính là một điểm nhá, nhưng mà sẽ là không cần đâu. Được rồi, ok, chúc mừng Long được một con đầu tiên. Tại vì con này nó bé nó chưa ăn được, nếu mà ăn được thì mình sẽ lấy. Nhưng mà vẫn sẽ tính nhá. Vẫn sẽ tính Long được 1-0 nhá. Rồi, buộc lại Long này, buộc chắc vào. Cần của Long ok đấy, nhưng mà là buộc hơi lỏng thôi. Cắn luôn. Lời. Sao thế Khôi ơi, cố lên Khôi ơi. Nhanh lên. Long ơi buộc nhanh lên không là bây giờ là thí sinh Khôi sẽ vượt bắt đấy. Lên. Gì đây? Lại chim. Rồi, chúc mừng. Ủa, con lại to hơn con vừa ấy cơ. Ok, rồi. Một đều nhá, chúc mừng thí sinh Khôi. Hay quá, dê cái Khôi ơi. Rồi. Con này là răng nó rất là sắc nên để ý nhá. Ok anh em, hiện tại bây giờ tỷ số đang rất... Lên luôn á. Có phải con vừa ấy không? Không. Con phải... này bé hơn. Có phải con vừa không? Hay là con khác? Con này bé hơn. Ui. Yêu ơi, mình chưa kịp nói gì luôn ấy mà đã lên con nữa rồi. 2-0 Long ơi, khoảng 2-0 rồi kìa Long ơi. 2-1 đó. À 2-1, nhầm. Ok, hiện tại tỷ số bây giờ đang là 2-1. Nghiêng về đội Khôi. Xuống. Ui giời, kìa. Cắn. Lên. Ui giời, giật mạnh thế. Ui giời, khéo. Bây giờ thí sinh nào? Ui giời. Bên đội nào mà bị hỏng cần hỏng lưỡi là coi như là không còn khả năng câu cá nó sẽ thua đấy nhá. Rồi. Hay lắm, hai đều. Thí sinh Khôi hiện tại đang thí sinh Long hiện tại bây giờ đang thể hiện bản lĩnh rất là ghê gớm. Đây mọi người nhìn cái răng này, con này tuy bé nhưng răng nó rất là sắc. Tận răng, cái răng mấy con này sắc lắm đấy, Long ạ. Thật nha. Con này mắc kinh. Đâu chú xem nào. Đâu, mình phải xác định là cái lưỡi nó sẽ ăn trên hay ăn dưới. Hiện tại là lưỡi nó đang ăn đâu xem nào. Ăn dưới. Ăn trên đây này. Nhìn trên đây này. Ăn trên thì phải bẻ thế này nó mới ra được chứ. Đúng chưa? Chứ mình bẻ xuống kia thì làm sao mà ra được. Đấy, thấy chưa? Đúng không? Ok. Hai đều. Cắn đấy. Rồi.
32 rồi. Kìa. Ôi. 42. Cố lên. Không cần phao luôn à? Long bây giờ chơi cứng rồi, không cần phao rồi, đúng rồi. Đang bốc bây giờ Long không cần phao luôn rồi. Cố lên Long, 42 rồi. Cần đẹp mà lại không xử lý được à? Đấy. Không cần phao, không cần phao, thí sinh Long không cần phao. 43. Ok anh em, hiện tại tỷ số bây giờ đang là bao nhiêu? 5-4 nghiêng về thí sinh Long đúng không? Chúng ta còn 5 phút. Bắt đầu. Đã bấm. Còn 5 phút, cố lên mọi người ơi. Rồi, hay quá. Hay quá, bây giờ hiện tại là đang vào guồng rồi. Và team up là đang rất là tuyệt vời rồi. Hay quá Long ơi, Long dơ lên cho các bạn xem nào. 75, ok. Nào dơ lên các bạn xem nào. Yeah. Con số 7 bây giờ còn khoảng 2 phút nữa Khôi phải vượt tỷ số đấy, nếu không là Khôi vẫn là người thua. Hiện tại là bây giờ là đang 3 phút rồi. Nào cố lên, 5-7 bây giờ Khôi sẽ còn 3 con nữa thì sẽ là chiến thắng. Cố lên, 3 con nữa thôi, bây giờ không ai tranh với Khôi rồi. Không. Ôi. 6-7. Mọi nhanh lên chiến này. Năm bảy, 58, 59, 60. Ok anh em, hiện tại là thời gian đã kết thúc và tỷ số đã nghiêng về đội bên Long. Phải nói là hôm nay là thí sinh Long gọi là thực hiện là rất là xuất sắc. Bắt tay Long cái. Long thực hiện rất là xuất sắc. Năm trước Long câu rất kém nhưng năm nay Long câu rất tốt. Ok, kết quả ngày hôm nay thí sinh Long và đội của Long đã giành chiến thắng. Một tràng vỗ tay cho team của Long nào. Rồi, thì bây giờ là phần thưởng ngày hôm nay đó chính là đây. Rồi, phần thưởng ngày hôm nay thì là đã trao xong. Tức là bây giờ team của Long sẽ được quyền đi chơi, đi nghỉ dưỡng, ngồi chơi thư giãn, mát mẻ. Và team của Khôi sẽ là người phải nướng xúc xích và tí nữa mọi người cũng sẽ được ăn bình thường, nhưng mà đội của Khôi sẽ là người phải phục vụ. Sao khóc? Thôi đứng dậy nhóm lửa mà làm chế biến thức ăn đi, còn dằm ườn đây làm gì? Thơm quá. Mời các bố lên rồi. Dạ. Ok. Cảm ơn mấy cháu. Úi. Ôi xa. Thơm không? Thơm. Lạp sườn thơm đấy. Rồi bây giờ là thế này nhá. Bởi vì lý do là đội thắng nhưng mà đội thua cũng đã phải chịu phạt rồi, tức là phải gọi là trông lửa thổi phùng má trận mắt lên, rồi cũng là phải trông xúc xích, trông lạp sườn chín. Thế nên bây giờ là chúng mình sẽ liên hoan. Rồi một tràng vỗ tay cho đội thắng thêm một lần nữa nào. Rồi. Ai là go. Cháy quá. Con ớt cả vườn. Thằng này bây giờ phải mang đi mài răng đi thì mới nhai được. Răng của Bi thì thưa quá. Thằng này răng thế nào? Thằng này răng ok, răng đều đẹp này. Hay không phải mài. Long thì bây giờ là không sắc quá rồi, bây giờ phải nhai đá để cho nó mòn bớt đi. Đúng không? Ok, chào tất cả mọi người. Chào tất cả những anh em đang xem video. Bye bye. Bye.
ấy. Nhưng mà lần sau có cái thử thách gì anh em comment dưới để mình sẽ cho cái đội phá hoại này thực hiện thử thách nha anh em nhé.